Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Thank you.
trời tối chắc nét rắc nhỉ. Quên, nãy về bố bà tắm một bé rồi. Một mai qua cơn mê thì qua nhà tao rồi đúng không? Đến nhà khác rồi đúng không? Ồn lắm mẹ. Mở mắt.